Tin tiếp theo, Đảng Việt Tân hoan nghênh chính phủ Hoa Kỳ và Úc phủ nhận chủ quyền Trung Cộng tại Biển Đông. Theo bản thông cáo báo chí vào ngày 28 tháng 7 2020, Đảng Việt Tân hoan nghênh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Cộng tại Biển Đông. Đảng Việt Tân tán thành công hàm của Phái bộ Thường trực Úc gửi Liên Hiệp Quốc xác nhận đường chính đoạn do Bắc Kinh tự vẽ không có cơ sở pháp lý. Đảng Việt Tân kêu gọi các chính phủ Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, Anh Quốc và Liên minh Âu Châu cùng bác bỏ đường lưỡi bò của Trung Cộng. Tuy tình hình quốc tế đang có chiều hướng thuận lợi, nhưng trên hết việc bảo vệ chủ quyền vẫn là nhiệm vụ của người Việt Nam. Duy trì hòa bình, bảo vệ quyền lợi kinh tế và bảo vệ cuộc sống của ngư dân trên Biển Đông là trách nhiệm chung của mọi người con dân Việt Nam. Trong tinh thần đó, thì Đảng Việt Tân khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Trung Cộng đã và đang vi phạm luật quốc tế khi chiếm đóng các quần đảo này. Thứ đến, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải dứt khoát hủy bỏ những ký kết không bình đẳng như công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Kế tiếp, nhà cầm quyền phải tạo điều kiện cho mọi người Việt Nam tham gia vào nỗ lực bảo vệ biển đảo. Trên căn bản đó, Đảng Việt Tân yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người đã bị kết án tù vì họ hoạt động chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng đối với đất nước Việt Nam. Đảng Việt Tân sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác cùng với đồng bào ở trong và ngoài nước để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của dân tộc. Mọi chi tiết xin liên lạc về Hoàng Tứ Duy, điện thoại số 1202 596 7951.